Tại tỉnh Quảng Nam, những ngày qua, vùng biển thành phố Hội An có gió lớn, sóng mạnh. Trong đó, bờ biển qua địa phận khối phố Tân Thành, phường Cẩm An bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài hàng trăm mét. Qua ghi nhận, bờ kè tạm tại bờ biển Tân Thành bị sóng biển đánh liên hồi, gây hư hỏng, cuốn trôi một khối lượng lớn cát. Chiều dài sạt lở hơn 200 mét, với chiều sâu trung bình từ 5 đến 7 mét, tạo thành rãnh khoét sâu vào bờ biển Cẩm An. Theo người dân địa phương, từ nhiều năm qua, cứ mỗi mùa mưa bão thì bờ biển Hội An lại bị sóng đánh sạt lở, biển ăn sâu vào đất liền. Trước tình hình sạt lở, chủ các cơ sở du lịch ven biển Tân Thành đã chuẩn bị các bao tải cát để gia cố bảo vệ tài sản, giảm thiểu sạt lở. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Cẩm An cho biết, thời tiết tiếp tục diễn biến xấu, mưa kéo dài, nguy cơ bờ biển tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đe dọa nhà dân, công trình và cơ sở đang kinh doanh ven biển. Ủy ban nhân dân phường Cẩm An đã báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hội An hỗ trợ vật tư kinh phí để khắc phục sạt lở.